Chiều ngày 31 tháng 1, tức 29 Tết Nguyên Đán, một clip hơn 1 phút quay cảnh nhóm cảnh sát giao thông nhắc nhở tiểu thương rồi nhặt phụ trái cây bỏ vào thùng và đưa lên lề đường. Sau khi clip này được đăng tải, cộng đồng mạng đã không ngớt trầm trồ vì hành động dễ thương của nhóm cảnh sát giao thông này. Theo nội dung, một chiếc xe của đội cảnh sát giao thông và trật tự công an thành phố Đồng Hới chạy chậm rãi trên tuyến đường ngay trước mặt chợ Đồng Hới khoảng chập tối. Trên xe, tiếng loa liên tục nhắc nhở người dân tuân thủ quy định để trả lại lòng lề đường thông thoáng, đảm bảo giao thông. Đến một đoạn đường cuối chợ, nhóm cảnh sát giao thông phát hiện nhiều tiểu thương bày trái cây ra giữa lòng đường bán. Chiếc xe cảnh sát dừng lại, ba người mặc cảnh phục cảnh sát giao thông và cảnh sát trật tự xuống xe, nhẹ nhàng nhắc nhở rồi cùng ngồi xuống với chủ hàng nhặt từng trái cây trên tấm bạc giữa lòng đường, bỏ vào thùng xốp, sau đó giúp bưng thùng xốp vào lề đường rồi rời đi. Hành động này của nhóm cảnh sát giao thông đã khiến cả chủ hàng và nhiều người ngạc nhiên. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Thượng tá Đinh Cao Quang, trưởng công an thành phố Đồng Hới, nói đơn vị luôn quán triệt là phải hỗ trợ, giúp đỡ người dân. Dù người dân đã vi phạm quy định và đúng ra phải xử lý theo quy định, nhưng những hành động này sẽ làm hình ảnh công an và người dân trở nên gần gũi hơn.